Xét xử tổ chức khủng bố chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời của Đảo Minh Quân. Hôm nay, ngày 21 tháng 8 năm 2018, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử Trương Nguyễn Minh Trí, Đỗ Tài Nhân cùng 10 đồng phạm khác về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Dự kiến Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử vụ án này trong vòng 3 ngày, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 8. Đây là các đối tượng nằm trong tổ chức gọi là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do đối tượng Lưu Vong đang bị truy nã Đào Minh Quân cầm đầu. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 19 tháng 4 năm 2017 đến ngày 17 tháng 5 năm 2017, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Long An đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Trương Nguyễn Minh Trí, Đỗ Tài Nhân cùng 10 đối tượng khác. Nhóm 12 người này có hành vi tham gia tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân, 66 tuổi, sống tại Hoa Kỳ, cầm đầu, hoạt động chống nhà nước Việt Nam nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Hồ sơ thể hiện Đào Minh Quân đã thành lập tổ chức này vào năm 1990 tại Mỹ. Đồng thời, Quân tự phong là thủ tướng. Đến năm 2009, Đào Minh Quân công bố bản hiến ước lâm thời thể hiện cương lĩnh và điều lệ hoạt động nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng bạo động vũ trang. Thông qua mạng xã hội, Quân và các đối tượng khác trong tổ chức đã chiêu mộ, lôi kéo, dụ dỗ những người trong nước và Việt kiều cùng tham gia. Băng này thường kích động khủng bố, rải truyền đơn, kêu gọi biểu tình, phá hoại nhân dịp các ngày lễ, Tết của đất nước. Cuối tháng 2 năm 2017, tổ chức này đã đưa Phan Angel và Nguyễn James Hên về Việt Nam để móc nối, liên lạc, tập hợp các thành viên tại Việt Nam để thực hiện chống phá nhân dịp lễ ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2017. Ngày 22 tháng 2 năm 2017, Phan Angel về Việt Nam với lý do thăm thân nhân, rồi liên lạc với Nguyễn Quang Thanh, được tổ chức phong là tỉnh trưởng tỉnh Quảng Nam, cùng nhiều đối tượng khác để chọn địa điểm tổ chức tuần hành gây rối. Riêng Nguyễn James Han đã cung cấp kèm bình xịt sơn với mục đích bôi bẩn tượng đài Bác Hồ. Ngoài ra, Nguyễn James Han còn bàn bạc in 4.000 tờ truyền đơn rải ở những nơi đông công nhân. Đồng thời, băng này còn lên kế hoạch tấn công, đột nhập các đài phát thanh, chèn sóng, tuyên truyền cho Đào Minh Quân và các hoạt động chống phá. Kết quả xác minh đến nay, các bị can trong vụ án đã liên hệ, móc nối 100 đối tượng viết đơn tham gia tổ chức, viết phiếu bầu Đào Minh Quân làm tổng thống, thực hiện hoạt động chống phá. Trong số những người tham gia có người bệnh tật, già yếu, có con nhỏ. Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời được xác định đã chỉ đạo đặt bom tại sân bay Tân Sơn Nhất và đốt nhà xe ở Công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, làm cháy 300 xe máy. Vụ án này, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử và tuyên phạt Đặng Hoàng Thiện, sinh năm 1992, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, 16 năm tù. 14 đồng phạm khác bị phạt từ 5 đến 14 năm tù. Cũng liên quan đến tổ chức này, mới đây Nguyễn Tấn Thành, 28 tuổi, ngụ tại Đồng Nai, cùng với cha ruột là Nguyễn Khanh, 54 tuổi, đã được đi sa phạm, đối tượng đang bị truy nã, cung cấp 20 triệu đồng mua thuốc nổ, chế tạo bom và cho người ném vào trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, khiến 3 người bị thương và làm hư hỏng một số tài sản. Tháng 1 năm 2018, Bộ Công an đã truy nã 7 đối tượng trong tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. 7 đối tượng bị truy nã gồm: 1. Đào Minh Quân, 66 tuổi; 2. Kenny Triệu Thanh, 50 tuổi, sống tại Mỹ; 3. Lâm Ái Huệ, 50 tuổi, sống tại Canada; 4. Phạm Thị Anh Đào, tức Lisa Phạm, 39 tuổi, sống tại Mỹ; 5. Lý Hồng Thái, 56 tuổi, sống tại Mỹ; 6. Nguyễn Đức Thắng, 88 tuổi, sống tại Mỹ; 7. Quách Thế Hùng, 70 tuổi, sống tại Mỹ. Bộ Công an thông báo Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là tổ chức khủng bố, tiền thân là Tổ chức Tân Dân Chủ. Tổ chức khủng bố này đặt trụ sở tại Hoa Kỳ.